Với rất nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến Việt Nam thì nỗi sợ hãi lớn nhất đối với họ đó là giao thông. Chỉ riêng việc là sang đường như thế nào giữa dòng xe cộ tấp nập đã có thể làm họ toát mồ hôi rồi. Tuy nhiên thì giao thông chỉ làm họ sợ một chút và không ảnh hưởng nhiều đến túi tiền. Còn chặt chém mới thực sự là một vấn nạn. Từ những nhà hàng, quán ăn công khai phục vụ khách nước ngoài với một mức giá cao hơn khách nội địa thì còn muôn vàn kiểu chặt chém khác mà họ phải đối mặt. Chặt chém cước taxi có lẽ là một trong những kiểu chặt chém phổ biến nhất. Giá cước taxi tại Singapore, thành phố đắt đỏ nhất thế giới, cũng chỉ có 8.700 đồng một km. Giá cước taxi ở Việt Nam trung bình đã là trên 10.000 một km. Thế nhưng như vậy cũng chưa thấm vào đâu so với mức giá mà ba vị khách nước ngoài đã phải trả cho quãng đường từ Hàng Đào đến Mã Mây, Hà Nội vào năm 2014, 245.000 đồng cho 1 km. Tương tự như vậy, một vị khách Nhật Bản cũng từng bị ép trả tới 7,5 triệu đồng cho quãng đường 30 km từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Còn đánh giày thì sao? Nếu là khách nước ngoài, bạn có thể sẽ phải trả tới 900.000 đồng, có lẽ còn đắt hơn giá đôi giày bạn đang đi. Nếu lang thang trên các con phố, du khách cũng có thể bất ngờ được một người bán hàng rong treo lên vai đôi quang gánh, đội lên đầu chiếc nón lá. Và tất nhiên, giá thuê bất đắc dĩ những đạo cụ này để chụp ảnh trong vài giây cũng có thể tới hàng trăm nghìn đồng. Nếu mà nói về du lịch Việt Nam thì tự mỗi người chúng ta cũng có thể thấy có rất nhiều vấn đề, mà trong đó thì nạn chặt chém có vẻ là nổi cộm hơn cả. Nhưng thật sự vấn đề đáng lo ngại đến đâu thì không gì chân thực hơn là tham khảo ý kiến của một người nước ngoài. Hôm nay chúng tôi mời tới đây một cô gái đến từ Nhật Bản tên là Kumi, hiện là học viên của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài của Đại học Quốc gia Hà Nội. Kumi sang đây để học văn hóa Việt Nam và có thể nói được tiếng Việt. Mặc dù là có lẽ là cũng phải nói chậm một chút thì Kumi sẽ hiểu rõ hơn đúng không? Xin cảm ơn Kumi đã đến với trường quay Cuộc sống thường ngày. Em sang Việt Nam lâu chưa? Em mới sang Việt Nam 15 ngày rồi ạ. Nhưng mà em đã đến Việt Nam 3 lần rồi. Đây là lần thứ 3? Lần thứ 3, dạ. Thế em đã đi du lịch ở những đâu rồi? Em đã đi du lịch Vịnh Hạ Long và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là những nơi rất là nổi tiếng. Em thấy có những điểm gì mà em thích khi đến đây? Thứ nhất là món ăn Việt Nam rất ngon. Ví dụ phở, bún chả, nem rán, bánh mì và sinh tố. Rất là nhiều món ăn ngon. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những thứ mà em không thích. Em không ngại chứ? Em không thích thời tiết Việt Nam. Thời tiết hơi khó chịu. Mùa hè rất nóng và bây giờ trời rất ấm nên em không thể phơi khô quần áo. Thời tiết rất là khó chịu. Thế còn những cái câu chuyện về du lịch, ví dụ như là em đã từng bao giờ bị nói ép giá mà người Việt Nam gọi là bị chặt chém, em đã từng bị chưa? Khi mua hàng em chưa từng bị ép giá, nhưng mà em đã từng bị lừa một lần. Bị lừa? Lừa như thế nào? Một hôm sau khi đi mua sắm, em gọi taxi tư nhân vì lúc đó em không có tiền lẻ nên em trả 500.000 đồng. Nhưng mà tài xế không trả lại và taxi đi mất. Thế em nhìn trên cái đồng hồ, nó có cái đồng hồ để chỉ báo giá ấy, thì em thấy là bao nhiêu tiền? 100.000 đồng thôi ạ. Thế sao em không hỏi họ là trả lại tiền cho tôi? Em gọi anh nhưng mà taxi đi mất rất nhanh. Thực ra thì có lẽ đây cũng là một cái kiểu chặt chém. Họ nghĩ là họ đương nhiên họ nhận được cả 500.000 đồng và không phải trả lại cho em. Lúc đó em nói tiếng Việt hay là tiếng Anh? Lúc đó em nói tiếng Việt. Nhưng mà chắc họ nhìn em, họ vẫn biết em là người nước ngoài. Thế khi mà bị như vậy thì em thấy có ngạc nhiên không? Em có thấy thất vọng không? Em rất ngạc nhiên. Người Việt Nam rất thân thiện. Và em...
À, xin lỗi. Tại vì mình bình thường thì người Việt Nam rất thân thiện đúng không? Nhưng mà tự nhiên lại có một cái anh lái taxi hơi khác bình thường. Thế còn những vấn đề khác khi mà đi du lịch thì em thấy thế nào? Ví dụ như là ở những cái điểm du lịch em đến ý, thì giao thông thế nào, dịch vụ thế nào, rồi các cái vấn đề vệ sinh thì sao? Về giao thông, ở Việt Nam không có nhiều biểu chỉ dẫn. Biển chỉ dẫn. Biển chỉ dẫn. Thì em rất sợ qua đường. Thế còn vấn đề vệ sinh, chị thấy là khi mà đi du lịch ở Nhật Bản thì chị thấy là ở đâu cũng vô cùng sạch sẽ. Thế không biết là khi mà em sang du lịch ở Việt Nam thì em thấy thế nào? Em thấy vệ sinh Việt Nam không tốt. Một số người bỏ rác trên đường. Bỏ rác trên đường. Còn gì nữa không? Trên đường có nhiều xe máy, rất nguy hiểm. Thế nếu mà em mà có một cái góp ý này, hay là em có một đề xuất gì để mà những khách du lịch nước ngoài như em mà đến đây chơi sẽ thích hơn? Em nghĩ rằng nên có nhiều thùng rác thùng rác và có nhiều biển chỉ dẫn. Và nên em thấy đường không tốt nên xây dựng lại đường. Đường không tốt phải xây dựng lại đường đúng không? Để mình có thể đi từ điểm này đến điểm kia nó dễ hơn, đi chơi dễ hơn. Thế trong tương lai thì em muốn là được đi du lịch ở đâu nữa ở Việt Nam? Tương lai em muốn đi du lịch miền Trung Việt Nam, ví dụ Hội An và Huế. Thực ra thì khi mà em đã đến Việt Nam để em học văn hóa Việt Nam, em học tiếng Việt là em đã rất là yêu Việt Nam rồi, đúng không? Dạ, em rất yêu Việt Nam. Có ai mà khiến cho em lại yêu Việt Nam như thế? Có ai? Vì sao em lại yêu Việt Nam như thế? Vì người Việt Nam rất thân thiện và tốt bụng. Và người Việt Nam rất hay cười. Hay cười à? Hay cười. đúng rồi, điều đó thì chị nghĩ là hoàn toàn đúng. Nếu mà hay cười như vậy mà du lịch bớt chặt chém đi một tí đúng không? Thì bớt nói e thách giá hoặc là ứng xử thật là văn minh hơn nữa với những khách nước ngoài thì có lẽ là mọi người nước ngoài như là Kumi đến thì sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Xin cảm ơn Kumi rất nhiều.